đang trải nghiệm các bạn xem là cái trò câu vào phe nha. Thì máy sẽ kèm theo là sạc thẻ. Máy sẽ kèm theo là sạc khẽ túi dán màn nha các bạn. Đó, dán cường lực này, giống như mình đang dán nè. Đây là một cái trò khá là hay nha. Đây là cái bản mà offline các bạn. Thì khi mà các bạn chơi hard mode chip thì các bạn là sẽ chơi ở chế độ là offline. Nếu mà các bạn có nhu cầu online thì mình khuyên các bạn là nên mua máy mà không. Trên cái máy các bạn là nó có cả hai chế độ, một là online, hai là offline. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ chơi online thôi thì các bạn không có cần phải mua hard mode chip. Đó, nó tiện và nó rẻ hơn chứ đâu có cần phải mua cái này chi cho nó tốn tiền. Nhưng mà cái này các bạn vẫn có thể online được, nhưng mà mình phải mua cái băng game bỏ vô đây thì nó sẽ hơi tốn tiền các bạn. Đó, tùy điều kiện các bạn chơi thôi. Rồi, cái trò này cũng rất là hay ha các bạn. Mình đang trải nghiệm trên cái màn OLED. Thì màn OLED thì các bạn có thể điều chỉnh được cái ánh sáng của nó. Brightness. Hình vuông rất là đã nha các bạn. Mình thấy màn nó tươi, nó đã không? Trò này mình thấy cũng khá hay. Các bạn có thì các bạn nên trải nghiệm thử. Quá đoán mình coi. Okay. Mình sẽ qua trải nghiệm cho các bạn một số game nữa ha. Ok, tiếp theo. Rồi, từ game tiếp theo mình trải nghiệm cho các bạn xem là đây là cái trò Triforce nha các bạn. Triforce World nè. Anh này bắn sao trời. Xài súng khó vậy. Đây thấy ai đâu mà. Có rất là nhiều game hay lắm nha. Ôi, quỷ nào dưới vậy? Ai vậy? Ai vậy? Người nào bắn mình vậy trời? Không thấy nó luôn. Ghê thiệt. Bạn trải nghiệm trên mạng OLED thấy đã không? Thì được lợi là màn sẽ to nhưng mà máy sẽ nặng. Đó là những cái tùy các bạn chơi thôi. Nếu mà các bạn chơi solo một thì các bạn nên chơi con online. Cái gì mà đứng mà sao bắn hoài vậy. Rồi, ok, trải nghiệm tiếp theo một cái tựa game khác ha các bạn. Ok, đến tới một tựa game quen thuộc, Super Mario Bros. Các bạn có biết trò này không trời? Hơi khó nha. Đó, các bạn nhìn trên màn OLED thì nó hiển thị nó cái màu của nó màu nào nó ra màu đỏ luôn các bạn. Để mình chạy lại về nước nha. Tại ở đây cái nút này nó hơi khó chơi. Thì mình chạy dở ra. Thì mình chuyển trò đi ha. Trên đây thì mình ấy sẵn rồi, nó có quá trời luôn các bạn. Đó, tùy các bạn thích các bạn chơi cái gì thôi. Thì thường thì các bạn chơi thì mình nghĩ các bạn cũng chơi cầm tay thôi. Chứ ít khi mà các bạn háo Joy-Con ra, các bạn có thể háo Joy-Con chơi cả hai người trên cái này luôn. Đó. Nhưng mà thường thì mình nghĩ các bạn chơi thì các bạn sẽ chơi solo một mộc cầm tay mình chơi, mình xách mình mà chơi thôi chứ. Mình cũng không chơi bằng lúc hai người thì Joy-Con nó cũng quá bé. Đó, mình chơi thì bắn luôn con đại bàng luôn rồi. Ủa, có ai biết trò này không ta? Pro Rush. Đó, một tự game huyền thoại trên PS1. Thì Switch thì trải nghiệm những cái đồ họa, những cái game hấp hôn thì nó rất là tốt ha. Đó. Thì máy á, các bạn mua máy là sẽ kèm theo dán màn, túi, full box đầy đủ phụ kiện hết, sạc dock, đồ Joy-Con và bảo hành là 3 tháng. Hỗ trợ máy và game này. Ông già đâu, ông già đâu. Ý hả?
Đâu, cái màu cho nó quá đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời. Ok ha, qua một tựa game nữa. Tiếp theo một tựa game huyền thoại nữa là Street of Rage 2. Thì đây là một cái tựa game trên Sega nha các bạn. Đó, hình như là bên Switch nó cũng có làm cái game remake các bạn. Street of Rage 4 á, nhớ không làm Street of Rage 4. Mình có ấy đây nè, Street of Rage 4 nè. Mình chưa chơi trải nghiệm trên Switch nữa, nhưng mà mình đang trải nghiệm trên cái bản huyền thoại của Sega. Đó, anh em có nhớ bản này không? Bản đời đầu nè các bạn. À, mình hay gọi nó là cái trò gì ta? Cảnh sát đường phố. Nóc này. Cái này quấn ghê ta. Ok, mình sẽ em một tựa game khác nha các bạn. Chắc hẳn nhiều bạn cũng biết các bạn này, Samurai Shodown 4. Cực kỳ hay luôn các bạn. Điện tử hùng các bạn. Đã không? Mình đang thử trên Switch OLED Neon nha. Đó. Nhìn cái tay chói màu lên, đã không các bạn. Đúng là Neon rồi. Màn của tiền nào của đó, màu nào ra màu đỏ luôn các bạn. Tát đầu luôn. Đó rồi, nó quýnh nè. Trên Switch thì trải nghiệm cái game hùng nó sẽ rất là mượt các bạn. Cấu hình nó quá cao luôn thì mình nghĩ là sẽ không có cái độ lag đâu các bạn. Ok, tự game cuối nha các bạn. Ok.